Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Những con mèo mới ra đời rất là dễ thương của Khương làm ra luôn. Ok Khương. Dạ rồi, dạ rồi. Tiếp tục là một cái phòng máy lạnh rất là mát cho các bé nó ha. Ồ, đẻ mổ hay sao em? Được 6 bé luôn các bạn, cưng chưa? Trời ơi, con mắt đó kìa. Y như là con sư tử trắng mới nở kìa. Em cũng không rõ, cái này em cũng mới sinh sản lần đầu con này. À, lần đầu luôn hả? Dạ đúng rồi, em thấy nó thiền khô à. Thiền khô. Ôi vậy chắc hôm bữa mà lần đầu tiên mà nó đẻ ra chắc nó cảm xúc nó vỡ òa luôn đúng không? Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, vẫn tiếp tục là mình và anh em Khương với Khang ha. Thì ở clip này sẽ giới thiệu với các bạn những con mèo mới ra đời rất là dễ thương của Khương làm ra luôn. Ok Khương. Dạ rồi, để em cho lên xíu nha. Dễ thương lắm các bạn. Được mấy bé em? À, em được 6 bé. Được 6 bé. Ồ. À, cũng tiếp tục là một cái phòng máy lạnh rất là mát cho các bé nó ha. Ồ, đẻ mổ hay sao em? À, nó đẻ thường anh, nhưng mà do là mèo con cái móng nó hơi bén á, nó bú sữa xong rồi nó cào cào, cào á. Cào cái ở dưới phần ngực của mẹ nó bị viêm. À. Viêm xong bị áp xe. À. Đó giờ nên em đang trị cái phần áp xe. Ồ. Cái này là em ở nhà trị luôn hả hay đem ra thú y? Không, em đem ra thú y. Ừ. Dạ. Đó, tí em. Trời ơi. Bé nào thấy cái màu đẹp quá. Dạ. Đây. Dễ thương. Được 6 bé luôn các bạn, cưng chưa? Trời ơi con mắt đó kìa. Y như là con sư tử trắng mới nở kìa. Yeah. Thấy ghét. Đầu nó trắng bóc vậy đó. Ừ. Là sau này lớn lên nó sẽ sáng hơn của mẹ nó nhiều. À, cái dòng mèo này khi mà nó mang bầu nó hiền vậy hay là do mình thân thuộc với nó quá thì nó không có phản ứng thái quá? Em thấy mấy con mèo cũng dữ lắm à. Khi mà có đụng vô con đó. Em cũng không rõ, cái này em cũng mới sinh sản lần đầu con này. À, lần đầu luôn hả? Dạ đúng rồi, em thấy nó hiền khô à. Hiền khô. Ôi vậy chắc hôm bữa mà lần đầu tiên mà nó đẻ ra chắc lúc đó cảm xúc nó vỡ òa luôn đúng không? Nó sướng luôn. Dạ. Trời, có bé kia mặt trắng bóc à, kinh. À, bé bé này được mấy ngày tuổi rồi em? À, để em coi, bữa nay ngày nhiêu ta? Nó đẻ là 2 tháng 8. 2 tháng 8 hả? Hôm nay là 18, 16 ngày rồi. 16 ngày. Đó, 16 ngày mở mắt rồi. Dạ. Nằm nó như ngậm nhìn. Ngậm nhìn mà mặt ảnh long nhiều y như là con sư tử á. Mà mèo mẹ cũng rất là đầm tính ha các bạn ha. Thường thường á con mặt ngây thơ, rất là ngoan. Thường thường mà mèo với chó mà đẻ vô ổ nó làm cũng thấy ghê lắm. Dạ đúng rồi. Khè nó gừ đồ này nọ thứ mà bé này rất là ngoan. Nhiều khi đem con đi trốn chỗ khác. Đúng rồi, mình dọc với nó tha đi chỗ khác luôn. Nó bú quá. Dạ. Con này thì nó đang bị nấm ở trên mắt xíu. Nấm trên mắt hả? Dạ. Đâu bé nào rồi? Cái đầu nó đang bú đây nè. Nấm trên này. À. Như do là mèo con á, tụi nó cũng không có vệ sinh được. Ừ. Liếm qua liếm lại hay là dính nước gì xíu cái là nó bị nấm được. À. Đó. Là mấy này là em phải lấy nước muối. Ừ. Em lao nó cỡ muối sinh lý à? Dạ đúng rồi, muối sinh lý để sẵn thôi con trai. À. Cứ ngày em vệ sinh khoảng 3 lần. Ừ. Cái này là bé nó đẻ tự nhiên luôn. Đẻ tự nhiên xong nó liếm cái nhau nó này nọ cái thứ luôn hả? Dạ. À, nó đẻ xong mình hỗ trợ nữa. Hỗ trợ. Này Khang hỗ trợ nữa, chứ. À. Vô tình thấy nó đi nó đẻ ra lọt con xong rồi phải xé nhau ra. À, xé nhau cho nó. Xé cái bọc ra. Đúng xong rồi mình lấy nhau. Ừ. Không xé nhiều khi không xé nó ngợp luôn á. Dạ đúng. Dễ cưng. Ủa con mèo nó sau khi nó mang bầu mấy tháng nó đẻ rồi? À, cỡ 60-63 ngày. Ồ, 60-63 ngày. Dạ. Thấy cưng à. Cái bạn mẹ này tên gì? À, con mẹ này tên là... Tên gì ta? Mon. Mon hả? Dạ. À, mặt trăng á hả? Dạ, dạ đúng rồi. À. Dạ. Nhiều quá cái em cũng lâu lâu cũng quên mất tên. Quên tên luôn. Dạ, mấy cái này là mấy cái giấy. À. À.
đây là giấy tờ của mẹ của em. Đây các bạn, đây là những cái chứng nhận về gia phả rồi các thứ ha, từ nước ngoài về luôn. Này là cái này, cái này cái chứng nhận cái champion của con ở dưới này. Đó, cái champion nãy nè. Ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội. Rồi con nãy là được 3 cái bông đúng không? 3 cái bông là được chứng nhận đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Đó. Mình giấy tờ xong rồi. Cái này là của Bình Nghe. Champion Bình Nghe. Cái này giải này là giải lúc nó giải từ hình như là từ 6 tới 10 tháng hay sao đó. Chưa nhờ đúng không? Junior. Mới lớn rồi này nọ này. Hay quá. Bên Igu các bạn mong muốn của mình và rất là nhiều anh em ha, nói chung đại đa số sẽ đưa Iguana nó lên cái tầm nó chuyên nghiệp như thế này. Anh em đang rất là có nhiều cái nhiệt huyết, có lửa đang xây từng bước một, từng cục gạch một. Đoạn đường đó nó sẽ rất là khó khăn và nó là dài, nhưng mà phải có bắt đầu thì ngày đó nó sẽ tới. Đó, rất là nhiều giấy tờ nó chuyên nghiệp mà nó ở tầm quốc tế ha, nó ở tầm quốc tế luôn. Có mấy cái dấu này, tìm hàng hiệu quá. Quá hay luôn em. Này em check giới tính mấy bé chưa ta? Chắc rồi, có khoảng 4 đực 2 cái. 4 đực 2 cái? Dạ đúng rồi. Thì tụi này dễ chắc rồi đúng không? Dạ. Bi rồi này nọ là nó nằm ở bên ngoài hết à. Em tính giữ lại hai bé là một cặp hay là hai bé cái hay sao? Em tính giữ lại một đực một cái. À, một đực một cái. Chăm sóc mấy bạn con này có gì khó không em? Ui, dạ khó anh ơi. Khó lắm hả? Giống như nè, giống như mấy cái ngoại ý muốn anh. À. Trời, nó sốt, lâu lâu mẹ nó sốt cái bị sốt cái phải chạy đi, phải gọi thú y lùm là. Mẹ nó bị sốt hả? Dạ đúng rồi. À, nhìn sao em biết sốt, đầu tiên thấy cái biểu hiện nó lừ đừ hay sao? Dạ đúng rồi, nó lừ đừ, nó nằm yên chỗ. À. Rồi mình phải đi mua cái nhiệt kế. Nhiệt kế bấm hả? Mình bắt, mình đo trong hậu môn của nó. À. Để hậu môn bấm ngay hậu môn. Dạ. À. Rồi sốt rồi phải đem đi ra thú y. Dạ đúng rồi, cỡ trên 39 là sốt. Trên 39. Trên 39 độ là sốt. À, cũng giống thân nhiệt, cũng giống người mình ha. À, mấy bé này mở mắt rồi mà chân cái còn hơi yếu đúng không? Dạ, chưa có đi. Nó đang tập đi á. Đang tập đi. Dạ. Bé này thì em giữ lại nè, mặt trắng. Đúng rồi, nãy dành cho bé là thấy ấn tượng mặt trắng. Giữ lại làm giống tiếp. À, vấn đề mà ví dụ nuôi mèo con này, vấn đề nó nằm ở khó khăn á, là thường ở con mẹ hả? Còn mấy bạn con này có gặp vấn đề gì không? Dạ thì cũng phải theo dõi nó coi. Coi tụi nó giống như tụi nó 6 con thì tụi nó cũng sẽ có những con mà nó tranh nhà bú sữa. Ừ. Có con nó tranh không được thì phải ở nhà phải giống như cũng phải thay phiên, như nhờ người hỗ trợ thay phiên rút này ra cho kia vô bú. Con này vô dành không lại người ta đâu. Dạ đúng rồi, nhiều khi dành không lại. À. Như là một phần phải theo dõi cái phân của nó nữa. Ừ. Đôi lúc nó sao sao rồi nó đi ra phân lỏng hay là phân màu vàng tiêu chảy gì đó. Ừ. Mình phải chuẩn bị men tiêu hóa đồ, mình phải đút cho nó ăn miếng. Ừ. Nói chung là phải quan sát tận tình đúng không? Thấy vấn đề nào là xử lý liền. Có anh đèn nó, anh Mạnh nữa kìa. Anh bường lên. Cái gì em? Coi nó bú cái ngực nào. À. Tại cái ngực này em đang. Ủa con mẹ đó, thường con mẹ này nó có bao nhiêu núm vú ta? 8 cái anh. 8 cái. Ừ. Chứ em tưởng 6 cái, sau này phát hiện thêm 2 cái nữa. 2 cái, 8 cái, 6 con, tranh giành nhau bú. Gà thú y, người ta cạo lông mới phát hiện thêm 2 cái nữa. Chứ đó giờ cũng không tưởng 6 cái thôi. Thấy ghét. Ủa rồi cái này là con coi như là em cho con nó bú 100% sữa mẹ luôn. Chủ yếu là bồi bổ dinh dưỡng cho con mẹ thôi. Dạ đúng rồi. Ừ. Là con mẹ là anh thấy em cho ăn pate nè. À, bên kia là chim cút với lại hạt. Dạ. Nó thích gì thì ăn đó. Ừ. Thường thì nó sẽ thích ăn pate nhiều hơn. Pate nhiều hơn. Dạ, tùy cũng tùy theo cái khẩu vị mỗi con á. Ừ. Thấy cưng ha. Ủa khoảng bao nhiêu ngày là bắt đầu nó biết đi cứng cáp ta? Chắc cỡ em nghĩ chắc cỡ 1 tuần sau nữa chắc nó bò giọng. Ừ.
Bây giờ nó đã bò cả đây được rồi nè. À, bò ra đây được rồi. Lâu lâu cái nó bò cả đây được. À, cho tụi nó bú xong rồi, giờ đi nghỉ ngơi chút xíu đi. Màu đẹp quá. Này do là nó sinh sản nên em cũng không có đi cho nó đi Chưa long spa lý là đồ này, chưa có nó dưỡng lại đúng không, để không có từ dám từ. đi, giờ nó bị lâm la. À. Mấy bạn này mà mỗi lần đi spa hợp tác không ta, đứng yên cho làm điệu rồi hợp tác không? Dạ cũng tùy đứa anh, À, đa số con nhà em là cũng chịu hợp tác. cũng chưa hợp tác. Dạ có lúc mà giống như cái không mà giống như người ta sấy nó Ừ, thì nhiều khi nó hơi hơi quạo. khó Nó chịu sợ nó xíu. sấy lớn rồi Mà nó sợ. tiếng động lớn quá. Nhưng mà lông rất là mịn ha. Này là màu Màu silver, silver đó, black silver blue đúng black silver. không? Black silver. Còn ở dưới blue silver. Nhìn nó vừa hiền vừa thân thiện nhưng mà cũng, ánh mắt cũng có chút xíu họ mày là ai. Cưng bú cào chày bụng nhỏ. Móng nó men còn nó bén quá. Tại vì mấy đứa mình nó mới mở mắt á, tốt nhất là nên tỉa móng tụi nó. Tỉ móng Chê móng bén nó khều 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 mấy đúng cái rồi. xuống á, trúng bụng của mẹ. Ổ này tỉa xong chắc phải giũa rồi lại nữa cho nó tròn ra đúng không? Dạ. Chứ không là nó còn bén hơn. Kinh ha. Em thí dụ như cũng là một câu chuyện tế nhị, câu chuyện về giá thường thường nó tế nhị nhưng mà mọi người cũng muốn biết để chuẩn bị, ví dụ như mấy bé này mà em chia lại thì nó khoảng bao nhiêu ta? Khoảng từ 40 tới 50. 40, 50. Dạ đúng rồi, Ừ. tùy mẫu. Triệu một bé. Dạ đúng Ồ. rồi, 40, 50 triệu mẹ. À, hàng xịn nè. À, hàng này là hàng nó Hàng này bên nhà, Nga còn về con bố bên nhà, nó đúng không? phó bên nhà. Rồi phối bên Nga luôn. À, lúc em mua là con này đã có bầu rồi. Dạ, về đây thì nó đã có bầu rồi. À, giờ đây đã có bầu rồi, hay quá. Nè, có con bé kia nó bị nắm cái mắt nè. Dạ Ồ, đúng là rồi. nó bị dính vô cái mắt luôn. À không, nó nằm Còn nó trên cái nằm ở mắt. trên. À, nằm trên cái mắt. Tội nghiệp không? Tự nhiên dính con mà nó bị Ừ. vệ sinh kỹ dính con dịch mạnh đó. Ừ. Thường mấy đứa con nít thì nó sẽ quậy hơi dơ nên cái này không tránh được. À. Kỹ mình kỹ nhiều nó cũng bị. Đúng rồi. Chứ Giờ. mấy cái tấm mà lót ở dưới là em thay hàng ngày luôn á. Ừ. Thấy dơ cái là em thay, dơ cái là thay. Thấy cưng á. Ôi, con bố của con này là con nào ở dưới ta? Bố này bên nhà. À bố của À, con này á hả? à, Con này không, em nhập. bố bố của tụi này nè. À bên nhà. À, bên Dạ. Nga, em chỉ mua con này rồi phối từ bên Nga luôn. Dạ đúng rồi. À. Ghét. Cái này khoảng nếu mà nó gọi là cái gì ta? Khoảng bao nhiêu ngày là xuất chuồng được, an toàn? Thường thì cái dòng này thường em thấy mọi người cho xuất chuồng cỡ 3 4 tháng xuất, thì 2 tháng xuất cũng được nhưng mà chắc cũng cái đó cũng 2 tháng thì cũng hơi sớm, Hơi sớm em nghĩ quá. là 3 tháng, 3 4 tháng là Đúng rồi, ổn. nó cứng cáp hơn rồi Dạ nó đúng về rồi. nhà mới nó dễ thích nghi hơn, Dạ sớm quá bé nó yếu. Là 4 tháng là mình đang chích ngừa rồi được rồi đúng không? đúng rồi, chích 2 mũi đồ này nọ. Đứt 2 mũi. Mấy bé này em cũng chưa có đăng bán gì hết á, Ừ. tại vì em cũng muốn đợi nó đứng cứng cáp xíu nữa. Đúng rồi. Chứ thật sự em cũng Tiếc đúng không? dạ đúng rồi, nhìn cũng cưng Cưng. Không, thật ra nên cũng đợi cứng mình cáp đúng xíu mới rồi, đăng mình bán. chơi á, mình chơi mình thích làm ra, mình thấy đẹp anh cũng vậy. Thì tất nhiên mình cũng có chia cho anh em, nhưng mà trước khi chia cảm giác nó bồi hồi lắm, nhiều khi chia xong ngồi ngủ không được luôn á. Tối về ngủ không được á. Thì cũng chia, làm ra chia cho anh em chơi vui. Nhìn nó thấy cưng. Khoảng chừng nào nó bắt đầu ăn thức ăn ngoài ta? Một tháng trở lên anh, một Tháng. tháng trở lên thì sẽ tập cho nó ăn dặm đồ này nọ, À. với lại bú thêm sữa ngoài xíu cho Ừ. nó khỏe. Là mình cho nó uống sữa của mèo hay là sữa của người mình? Em cho uống sữa của mèo, sữa KMR. À. Anh ẵm một bé ra chơi được không ta? À được rồi. Này, thích bé mặt trắng này, như là bé mặt đen đi. Trời ơi, mặt cứ thánh thiện dễ sợ luôn. Wow. Nó như cục bông gòn luôn các bạn. Cái lông nó mảnh.
như cậu con gọn luôn. Này không bị nắm là À, xin xin liền. nhưng mà bé này nó hơi bị nấm chút xíu tội Dạ. nghiệp. Không sao con, gán hết bệnh mặt vàng vàng. Ôi như bé này đâu phải bé mặt trắng, trắng hồi Rồi, kia. trắng là đó còn đó, chắc còn đó đó. Ồ, đây nè. Nó như con sư tử trắng luôn á bạn. Chúng flash còn nhiều mắt hả? Hình như cái bộ lông này à, gọi là bộ lông tơ đúng không? Khi mà nó trưởng thành nó sẽ ra cái bộ lông, nó bỏ cái bộ lông tơ này, nó lên bộ lông mới đúng không? Lông trưởng thành đúng Dạ. không? Khoảng mấy tháng nó thay bộ lông đó Cái này em cũng chưa có rõ, tại ta? cái này là đàn đầu tiên của em nên cũng trải nghiệm đầu tiên Ok, hay á. rồi. Thật ra một số người á, người ta chơi cái gì á, người ta thường người ta muốn biết nó như thế nào như thế nào, Dạ. nhưng mà riêng anh á, thì anh chơi cái gì á, thì anh tất nhiên là mình phải biết những cái cơ bản để chăm sóc cho nó tốt, còn cái quá trình nó diễn ra như thế nào anh thích tự tự trải nghiệm hơn. Dạ. À, tự trải nghiệm hơn là mình biết trước nó sẽ như thế nào như thế nào. Hay hiện nay là các bé đang tập đi ha bạn ha, chân nó còn yếu, đâm ra đi nó bị dạt dạt qua hai bên nè, nhưng mà chắc khoảng chừng cái nền này cũng hơi hơi Nhưng cứng mà đúng không, trơn trơn. nó đi không được. À, chắc khoảng 10 ngày nữa ha, Dạ. khoảng cỡ 10 ngày nữa nó sẽ cứng cáp hơn. Nó bắt đầu cũng biết Biến sử dụng chân đứng. rồi đó, Dạ. biết rút lên chống đẩy rồi đó, quá đẹp luôn. Còn một bạn đen nữa, đen thù lùi luôn. À, thôi nói chung bạn nào cũng đẹp, với bạn kia cũng đẹp quá trời rồi, con mắt đó kìa. Tò Đó mò đứng cái nhìn nó kiến. anh đó nãy giờ thấy hóng chuyện nhất á. Dạ. Con mẹ cũng dễ chịu nữa, nên bắt con nó ra nó cũng không có làm gì. Đúng rồi, em thấy dòng này thân thiện quá. Đây các bạn, này nhìn nó như con chó sói luôn á, cái màu lông nó xám xám trắng trắng. Đó, rất là giống. Nó càng lớn thì cái nó sẽ nhã ra nữa, nó sẽ À, sáng lên nữa. sáng lên màu Dạ. nữa. Cái dòng này nó gì đó, nó ngộ vậy. Như con này mốt nó có sáng lên không? Dạ có anh, À. nó khả năng thì nó sẽ sáng lên, với lại nó sẽ có cái bờm bạc. À cái Đó, cái bờm bạc ở bờm dưới. bạn Dạ. ấy hay quá. Mình sờ nó mình ghiền luôn á. Trời này con gái anh ngoài gà rồi nó thích lắm á. Nó mình nó sinh hoài à. Nó ở chung cư. Nó sinh ba cho con nuôi chó mèo mà chung cư đâu cho nuôi đâu mà nuôi. Thương ghê á. À. Cái dòng mèo này tuổi thọ nó được bao nhiêu năm ta? À, này thì chắc cũng cỡ mười mấy năm, mười mấy hai mấy. Em cũng chưa chưa có coi tới cái vấn đề Chưa có đó. coi vấn đề đó. Ghiền quá, cái mùa là nuôi trải nghiệm tự tử. Ghiền quá mà đầu tư nó cũng đúng hướng quá Dạ. ha. Đầu tư phải có sản phẩm vậy, cưng. Cái dòng này cũng là gì á hả? Năm Năm ngón hả? ngón hả? Dạ. Ừ. Tại ở Việt Nam thì tại em nuôi cái em phối bài này chủ yếu là em sau này em cho nó đi show, Ồ. nhân giống đi show. Năm ngón thì đi show ok, nhưng mà sáu ngón thì phải tùy theo theo cái lúc mèo. Ừ. Cái lúc ở Việt Nam thì theo quy định của nó là sáu ngón không được đi, À. có nghĩa là sáu ngón là dây đột biến, đột biến Kiểu là không bị thuần tật chủng. lõi ở À, đó là không kiểu được tật đi. lõi. Nhưng mà trong cái giống mèo này thì sau 7 ngón thì lại xịn hơn, xịn sò À. hơn. Đó vậy đó. Nói chung là nó có những cái quy định nó theo cái tiêu Dạ chuẩn đúng đúng không? rồi, Còn cuộc tiêu chơi chuẩn mình nó thì thay nó cứ đổi. phát triển nha. Dạ. Rất là dễ thương luôn các bạn. Mỗi lần em đi show là em đi em trực tiếp đi luôn hay sao? Giờ em trực tiếp đi luôn. Ở Hà Nội em gửi cái chị cũng nuôi dòng này chung với em. À. Còn ở đây thì em trực tiếp đi. Lần trước ở Sài Gòn là tổ chức đâu ta? Sài Gòn tổ chức ở gần sân bay anh. À. Dạ. Này bé này đi cũng phải Đường cứng Hoàng cáp. Việt á chắc. À Hoàng Ở Việt đây. à. Dạ. Bé này đi cũng phải cứng cáp rồi nè. Cứng cáp rồi nè, về bữa nó là quậy chạy lăng quăng luôn nè. Ừ.
xinh không các bạn? Phải nói là rất là xinh luôn á, rất là thích luôn, gà vuốt luôn. Ok mọi người, thì ai mà có chung cái đam mê, Khương đây cũng là một người rất là yêu mèo ha, và đang trong quá trình vừa nuôi vừa trải nghiệm, thì có những cái trải nghiệm của riêng mình, cũng có những điều mà cần phải học hỏi, trao đổi thêm. Ai mà có cùng cái đam mê cái dòng mèo này thì có thể liên hệ với lại Khương, rồi chúng ta trao đổi thông tin với nhau để tạo ra những cái bé mèo thật là cute như thế này ha, quá cute luôn, rất là dễ thương luôn. Rồi ok các bạn, mình sẽ cho các bé nó đi ngủ rồi, trả lại không gian cho gia đình mèo để mấy bạn mèo con bú cho nó mau lớn ha. Hy vọng là những chia sẻ nãy giờ của Khương giúp cho mọi người có thể vui vẻ ha, và có thêm nhiều cái niềm vui trong cuộc sống ha. Bye bye. Rồi, chào mọi người.